hay anh bán căn nhà đó đi. Anh bán căn nhà đó rồi mặc kệ chị em đi. Tại sao anh đối xử với em như vậy? Anh dựa vào đâu đối xử với em như vậy? Thì chúng ta đã chia tay nhau rồi. Tình cảm 10 năm không thể nói cắt đứt là cắt đứt được. Anh hãy đi tìm một người có thể cùng anh bàn bạc, cùng anh thực hiện kế hoạch đi. Em đâu cần phải giải thích với anh nhiều như vậy. Khi nào em kết hôn đâu liên quan đến anh. Em có kết hôn hay không cũng không cần phải hỏi ý kiến anh. Tao không thích cuộc sống của mình thế này. Tao không thích cảm giác này. Càng không thích bản thân mình trở thành như vậy. Anh cứ coi chỉ như người dân đi. Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Có cô nhân viên văn phòng nào trong suốt 3 năm liền mỗi ngày chỉ xài 100 ngàn cho 3 bữa như em không? Anh tưởng chúng mình đã bàn chuyện này với nhau rồi. Đây là kế hoạch của tụi mình mà. Phải. Đây là kế hoạch của tụi mình. Là kế hoạch về một tương lai tốt đẹp. Nhưng tương lai mà anh nói đâu rồi? Em không thấy. Em chỉ thấy hiện tại thôi Dũng. Hiện tại là mỗi ngày em đi làm về, trong căn nhà này đều trống không. Và em không cảm nhận được bất cứ một hơi ấm nào hết. Hiện tại là trước khi em đi ngủ, trên giường chỉ có cái gối của anh thôi. Nhưng anh có biết điều đáng sợ nhất là gì không? Là em đã không còn trông đợi, cũng không còn hy vọng gì nữa. Bởi vì càng trông đợi sẽ càng hụt hẫng, càng hy vọng sẽ càng thất vọng. Bởi vì anh quá bận. Anh bận tới nỗi cả ngày không nhắn nổi cho em một tin nhắn quan tâm. Mọi tin nhắn, mọi cuộc gọi là em chủ động gọi cho anh. Nhưng cái mà em nghe được chỉ là thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Anh hãy đi tìm một người có thể cùng anh bàn bạc, cùng anh thực hiện kế hoạch đi. Sao? Liên quan chưa? Chuẩn bị hả? Là trước khi quay là hỏi bà Phương, là bà Phương tác mạnh hay gì bà Phương? Những cái đoạn cận á là Phương phải tác thật để cho Thanh đều có cảm xúc á. Hỏi bà tác dữ dội không? Tôi tác là thẳng tay đó. Thế ok, bà chơi hết đi để nó lấy cảm xúc. Thì cái tay bả cũng rất sưng sầu lắm mọi người. Tát một cái nào ra cái đó luôn. Nhưng mà nhờ như vậy mình mới vô được cảm xúc của mình nhanh hơn. Thà tát 1, 2, 3 cái chất lượng còn hơn tát cả chục cái mà không cái nào chất lượng mà phải quay tới quay lui. Đó cho nên là tụi Thanh với Đại Phương nói chuyện với nhau kỹ lắm, cứ chơi thẳng tay đi. Để lấy được lấy luôn, để không phải quay tới quay lui nhiều. Để quan trọng nhất là cảm xúc phải đóng cho thật. Cuối cùng là đâu cỡ 5-6 cái đó. Nói cho cô biết, người hôm bữa trong phòng anh Hoàng là tôi nè. Người mà ngủ chồng chưa cưới yêu dấu của cô cũng là tôi nè. Sao? Liên quan chưa? Em đánh tôi hả? Thi! 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 Có một cái cảnh mà Phương đánh Nhật Phương mà ngày hôm sau bạn ấy sốt luôn đó. Khi mà Phương tác thật thì bé Minh Trang diễn rất là thật. Và bạn có cảm xúc rất mạnh trong cái khoảnh khắc đó luôn. Cái sự trả giá nó cũng đáng mà đúng không? Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Anh rất hối hận, cảm thấy mình rất là khó chịu. Tôi thật sự rất ghét anh, ghét anh quá hiểu tôi. Gì với cả anh Hoàng là Phương đúng không? Phương không có quan hệ gì với anh Hoàng. Nhưng Phương, cô đừng quên, tôi mới là vợ chưa cưới của anh Hoàng. Mày thề tao đi, hề là mày không hề yêu Huy Hoàng, hề là chưa bao giờ mày có cảm xúc với Huy Hoàng. Sao? Nó không có yêu mà sao không dám thề?
Nhưng mà chưa bao giờ là sự lựa chọn của tao. Mày muốn tao phải thề gì bây giờ? Em là vợ chưa cưới của người khác. Trên tay của em còn đang đeo nhẫn đính hôn. Em nghĩ là anh chưa từng dằn vặt mình hả? Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Tao có thể đỡ cho mày một cái tát, nhưng ngày mai ngày mốt ngày kia, cái tát thứ hai thứ ba, ai đỡ cho mày? Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Tao và Huy Hoàng không có gì xảy ra hết. Mày với Huy Hoàng không có gì hết. Mày lại đây. Mày nhìn thẳng vào gương đi. Nhìn đi. Mày thề với tao đi. Thề là mày không hề yêu Huy Hoàng. Thề là chưa bao giờ mày có cảm xúc với Huy Hoàng. Thề đi. Nếu mày có, cho xét đánh mày. Thề đi. Dám thề không? Hả? À. Sao? Nó không có yêu mà sao không dám thề? Tại sao mày phải gồng mình nói dối chỉ cho khổ vậy Phương? Tao muốn hôm nay mày phải suy nghĩ thật là kỹ. Một, mày lựa chọn như cũ, nhưng mày có thật sự hạnh phúc không? Hai, là mày có thể làm cho nhỏ kia từ bỏ hết hy vọng với Huy Hoàng không? Hôm nay tao có thể đỡ cho mày một cái tát, nhưng ngày mai ngày mốt ngày kia, cái tát thứ hai thứ ba, ai đỡ cho mày? Cho xin lỗi. Gì vậy? Nổ cái gà. Bởi vì tao mới ghét yêu đương. Thà tao rap inbox xong ai về nhà đó, không có vướng bận lằng nhằng nhức đầu lắm. Nhưng mà mày khác tao. Mày không những yêu mà yêu cùng lúc hai người. Yêu cho Huy Hoàng hay là Mạnh Dũng, mày phải suy nghĩ thật kỹ và quyết định thật là dứt khoát. Anh rất hối hận. Cảm thấy mình rất là khó chịu. Tôi thật sự rất ghét anh. Ghét anh quá hiểu tôi. Dù với cả anh Hoàng là Phương đúng không? Phương không có quan hệ gì với anh Hoàng. Nhưng Phương, cô đừng quên, tôi mới là vợ chưa cưới của anh Hoàng. Mày thề với tao đi. Thề là mày không hề yêu Huy Hoàng. Thề là chưa bao giờ mày có cảm xúc với Huy Hoàng. Sao? Nó không có yêu mà sao dám thề? Chưa bao giờ là sự lựa chọn của tao. Mày muốn tao phải thề gì bây giờ? Em là vợ chưa cưới của người khác. Trên tay của em còn đang đeo nhẫn đính hôn. Em nghĩ là anh chưa từng dằn vặt mình hả? Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Người sẽ đám cưới rồi, anh bận như vậy thì đám cưới tính sao? Thì cũng chịu thôi. Không dễ gì để có được một cơ hội như thế này. Chỉ còn nhà Phương thì sao? Cô ấy có ý kiến gì không? Nhật Phương sẽ không có ý kiến gì đâu. Trước giờ tôi làm gì, cô ấy luôn ủng hộ tôi hết. Cho nên cô phải đi theo kế hoạch cuộc đời của anh hay không? Phương à? Alo, anh Dũng. Bây giờ anh bận lắm, không nghe điện thoại được đâu. Có gì anh gọi lại sau cho, vậy nha. Nhưng mà bây giờ em... Lát nữa anh gọi lại cho em, vậy nha. Hôm nay anh phải ở lại công ty, làm việc tiếp với team mỹ thuật. Chắc là sáng mai mới về cơ. Có gì em ngủ trước đi nhé. Có được một người bạn gái tốt như vậy, dù anh có làm chuyện gì đi nữa thì cũng luôn được ủng hộ. Ừ, đúng là tôi may mắn thật. Chị thấy hai người có duyên thiệt đó, nên là lần gọi vốn lần này chắc sẽ thuận lợi thôi. Sau này khả năng cao là sẽ mở rộng thị trường ra Hà Nội.
em sẵn sàng đón lấy tim cùng với chị. Đây là cơ hội của em đó. Thật hả chị? Thật. Cơ hội đến thì phải biết nắm bắt, không được bỏ qua, biết chưa? Dạ giám đốc. Gọi giám đốc nghe xa cách quá nè. Dạ chị Vân. Nhưng mà chị thấy hình thức của em có vấn đề đó nha. Sao thế ạ? Bạn gái em không giúp em chọn đồ hả? Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Em muốn gặp anh ta hàng ngày, chứ không phải để cho anh ta tưởng là em có thể chấp nhận mọi sự sắp xếp của anh ta và đi theo kế hoạch cuộc đời của anh ta. Khi một cái gặp của một cái người đàn ông tốt hơn của người cái người ta so sánh liền thì đó là Mạnh Dũng sẽ thua liền. Lý do tại sao đó là bị Huy Hoàng hốt luôn. Mạnh Dũng cũng là một cái người cố gắng hết sức để xây dựng một ngôi nhà hoàn hảo trong mơ của anh ấy. An toàn, đi theo kế hoạch của bản thân, luôn luôn đặt công việc lên hàng đầu. Anh có công việc mới luôn rồi, lương còn cao hơn ở đây rất là nhiều, còn làm vị trí leader nữa cơ. Em yên tâm, kế hoạch của tụi mình vẫn ổn. Mạnh Dũng, nếu với góc nhìn của Thanh á, cũng là một người đàn ông đáng tin cậy để làm chồng. Là người trụ cột trong gia đình phải có những plan và những mục đích để xây dựng gia đình của mình. Và người đàn ông là trụ cột thì người ta phải có cái việc trách nhiệm và gánh vác cái đó. Thì Mạnh Dũng là một người thể hiện rõ cái đó. Là một người rất là kế hoạch, rõ ràng và đi theo từng bước một để đạt được cái mục đích đó. Đó cũng là những cái mà tính cách mà cô anh ngoài đời đang muốn được như là anh Mạnh Dũng. Bây giờ em không cần phải thắt lưng buộc bụng quá. Thích cái gì em cứ gọi. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, anh bao hết. Yên tâm. Đàn ông phải có chí cầu tiến là rất là tốt. Phải chí cầu tiến thì người ta phải đặt ra những cái plan, chinh phục những cái plan đó. Thì Mạnh Dũng là rất là hay trong cái việc đó. Nhưng mà chỉ có một cái Mạnh Dũng không hay, đó là tinh tế. Vâng ạ. Alo, anh Dũng. Bây giờ anh bận lắm, không nghe điện thoại được đâu. Có gì anh gọi lại sau cho, vậy nha. Nhưng mà bây giờ anh... Lát nữa anh gọi lại cho em, vậy nha. Đôi khi anh ấy lao như vào như một con thiêu thân á, anh ấy lại quên mất cái người bạn đời của anh cần cái gì. Thì mục tiêu như vậy, nhưng mà anh cứ đâm đầu vào chuyện đó và anh quên mất cái người đồng hành với anh. Nếu như mà ở ngoài đời á, hai cái mẫu đàn ông đó sẽ đều được rất nhiều chị em yêu thích. Nếu như là Minh Trang ở ngoài đời, mình sẽ lựa chọn mẫu con trai như Mạnh Dũng. Tức là mình có thể tiết kiệm, nhưng mà đừng tiết kiệm quá mức đến đến nỗi mua quà cho bạn gái mà phải mua một cái thỏi son mà tích điểm để tặng cho bạn gái, là một cái sự vật không hề tinh tế mà nó bị phải nói là hơi bị quỉnh xỉn. Cái bản thân của người phụ nữ, cái cá tính đó, là người phụ nữ rất là hay thích so sánh. Khi một cái gặp của một cái người đàn ông tốt hơn của người ta so sánh liền thì đó là Mạnh Dũng sẽ thua liền. Lý do tại sao đó là bị Huy Hoàng hốt luôn. Vậy tại sao em không nói với chồng sắp cưới của em là em muốn ăn tối cùng với anh ta, em muốn gặp anh ta hàng ngày, chứ không phải để cho anh ta tưởng là em có thể chấp nhận mọi sự sắp xếp của anh ta và đi theo kế hoạch cuộc đời của anh ta. Với Phương thì Mạnh Dũng và Minh Anh là hai nhân vật đáng thương trong bộ phim này. Có nghĩa là các bạn ơi, các bạn có yêu người đó cỡ nào thì các bạn cũng phải yêu mình trước đã. Các bạn không yêu bản thân các bạn, xong các bạn cứ đâm đầu vào một cái người đó, xong mình tưởng mình mang hạnh phúc cho họ, nhưng mà không, cuối cùng mình lại mang tới đau khổ cho cái mối tình đó. Hôm nay anh phải ở lại công ty làm việc tiếp với team kỹ thuật, chắc là sáng mai mới về cơ. Có gì em ngủ trước đi nhá. Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Cái gì? Ê Phương, nói Hoàng bị xe đụng rồi nè. Nặng lắm, đưa vô cấp cứu bệnh viện Sài Gòn rồi. Biết điều này chứng tỏ gì không? Vì anh ta thích mày, anh ta đau lòng thay cho mày, nhưng mà không thể bên cạnh mày, cho nên trút hết cơn giận lên đầu ông Dũng, hiểu không? Nhật Phương, kể từ bây giờ em có thể chạy trốn, nhưng anh nhất định sẽ đuổi theo em đến cùng.
Nhưng mà bây giờ em, bây giờ em đang rất cần anh mà. Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí VION.